kiểu phụ nữ sau sinh khác, chị Trang từng là một hot girl với khuôn mặt xinh xắn cùng làn da mịn màng, trắng hồng khiến nhiều người ghen tị. Thế nhưng, sau khi sinh em bé, tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng về làn da xấu xí của mình. Tôi không dám nhìn vào gương, từ chối mọi cuộc hẹn bạn bè, cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà. Mỗi khi có việc gì bắt buộc phải ra ngoài, tôi đều bịt kín từ đầu đến chân. Đó là những tâm sự của hot mom Hà Trang, 27 tuổi. Sống sẽ giúp chị em phụ nữ thêm tự tin và tỏa sáng trong cuộc sống.